Xin chào các em, mời các em tiếp tục cùng cô đến với những bài tập ở dạng 3 ẩn tổng biết hiệu. Trong phần 1, bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số trong cuốn sách Giải toán có lời văn của lớp 4 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Trong video ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng đến với bài số 27 nhé. Đề bài như sau. Trong một kho có 92.000 kg gạo nếp và gạo tẻ, người ta chuyển khỏi kho đó 11.000 kg gạo nếp và 15.000 kg gạo tẻ. Khi đó, số gạo nếp trong kho ít hơn số gạo tẻ là 16.000 kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo nếp và bao nhiêu kg gạo tẻ? Sau khi đọc đề bài xong này, cô xác định được tổng ban đầu là 92.000 kg gạo nếp và gạo tẻ. Nhưng sau đó người ta chuyển khỏi kho 11 kg gạo nếp và 15 kg gạo tẻ. Sau khi chuyển đi đúng không ạ? Thì tổng sẽ bị bớt đi 11.000 kg gạo nếp và 15.000 kg gạo tẻ. Tiếp theo khi đó, số gạo nếp trong kho ít hơn số gạo tẻ là 16.000 kg. Đây chính là hiệu của bài toán đấy ạ. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo nếp và gạo tẻ? Sau khi mà được chuyển một số gạo nếp và một số gạo tẻ thì tổng của hai số gạo này đã có sự thay đổi đúng không ạ? Và số gạo nếp trong kho ít hơn số gạo tẻ là 16.000 kg. Đây chính là hiệu. Như vậy, bài toán này đã cho biết hiệu và chúng ta cần phải đi tìm tổng. Vậy cùng cô đến với phần bài giải như sau. Lời giải đầu tiên, trong kho còn lại số kg gạo nếp và gạo tẻ là... Phép tính cô sẽ lấy tổng ban đầu của hai loại gạo là 92.000 trừ đi 11.000 và trừ tiếp đi 15.000 bằng 66.000. Các bạn lưu ý là đặt phép tính ra nháp để tính nhé. Đơn vị kg. Tiếp theo cô sẽ dựa vào tổng và hiệu là 16.000 kg để cô tìm ra số kg của mỗi loại gạo nhé. Lời giải thứ hai, trong kho còn lại số kg gạo nếp là... Phép tính 66.000 trừ 16.000 tất cả chia 2 và bằng 25.000. Đây chính là số kg gạo nếp. Lời giải tiếp theo, trong kho còn lại số kg gạo tẻ là... Phép tính 25.000 cộng 16.000 bằng 41.000 kg. Đáp số 25.000 kg gạo nếp và 41.000 kg gạo tẻ. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán tiếp theo. Bài số 28. Hiền kém mẹ 25 tuổi. Cách đây 3 năm tổng số tuổi của Hiền và mẹ là 35 tuổi. Hỏi năm nay Hiền bao nhiêu tuổi và mẹ Hiền bao nhiêu tuổi? Ở bài toán liên quan đến tuổi, cô có một lưu ý như sau. Hiền kém mẹ 25 tuổi. Vậy thì Hiền sẽ luôn kém mẹ 25 tuổi đúng không ạ? Tiếp theo, cách đây 3 năm thì tổng số tuổi của Hiền và mẹ là 35 tuổi. Cách đây 3 năm thì tổng số tuổi của Hiền và mẹ là 35 tuổi. Như vậy, sau 3 năm thì tổng số tuổi của Hiền và mẹ thay đổi như thế nào? Các bạn cùng nhìn với cô nhé. Cách đây 3 năm như vậy cô sẽ ghi là 3 năm trước. Tuổi của Hiền và mẹ cộng lại với nhau là 35. Thế năm nay có nghĩa là 3 năm sau đấy ạ. Thì tổng số tuổi của mẹ thay đổi như thế nào? Tuổi của Hiền cũng sẽ được cộng thêm tuổi Hiền sau 3 năm. Đúng không ạ? Tuổi của Hiền sau 3 năm sẽ được cộng thêm 3. Vậy thì mẹ Hiền cũng sẽ cộng thêm 3 đúng không ạ? Cộng tiếp này, tuổi mẹ này sau 3 năm thì sẽ là cộng thêm 3. Như vậy cô sẽ được là 35 cộng 3 và cộng 3. Được chưa ạ? Đây chính là phép tính đầu tiên của bài toán này. Chúng ta cùng đến với phần bài giải. Lời giải đầu tiên, tổng số tuổi của Hiền và mẹ năm nay là... Phép tính 35 cộng 3 và cộng 3 bằng 41 đơn vị tuổi. Bây giờ sẽ cùng cô đi tìm số tuổi của mẹ và của Hiền là bao nhiêu nhé. Lời giải thứ hai, năm nay Hiền có số tuổi là... Phép tính 41 trừ cho hiệu là 25, tất cả chia 2 bằng 8 tuổi. Khi này cô đã có tuổi của Hiền rồi đúng không ạ? Tiếp theo cô sẽ đi tìm tuổi của mẹ. Lời giải, năm nay mẹ Hiền có số tuổi là... Cô sẽ lấy số tuổi của Hiền vừa tìm được này, cộng với số tuổi hơn kém với mẹ là 25, bằng 33 tuổi. Đáp số Hiền 8 tuổi và mẹ Hiền 33 tuổi. Như vậy là các bạn và cô đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 28 và bài số 27, trang 17 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 4 rồi các em ạ.